Đây là đêm đầu tiên ở buổi dã ngoại của trường. Thử thách dũng cảm được tổ chức. Họ được chia theo cặp và phải đi vào trong rừng tối. Có một nhóm sẽ giả làm ma để đi dọa những cặp đôi. Ichizo đang cầu nguyện bốc được số 12. Đó chính là số của Onat Era. Cô ấy cũng muốn được bật cặp với anh. Với sức hút 1000% may mắn của tác giả, Ichizo đã bốc được số đó. Nhìn Onat Era, anh ngượng ngùng nghĩ đến cảnh đi tắm. Nhìn thấy hết của người ta rồi, đúng là số hưởng. Bên này kia, Isaki bốc được thẻ giả ma. Cô ấy hóa trang thành một oan hồn xinh đẹp. Mà cứ xinh như này thì ship cho mình thêm mấy em. Vốn dĩ đã sợ bóng tối, cô ấy còn phải đứng một mình trong rừng. Các tiếng động quanh đó là cô nổi da gà. Đã sợ mà lại phải giả ma đi dọa người. Chiếc đèn pin nhỏ đúng lúc bị hỏng. Kia Isaki ngồi co ro gương mặt sợ hãi, không biết ai sẽ cứu mình. Bỗng nhiên lúc này cô nghĩ tới Ichizo. Một bên khác, Ichizo đang sung sướng được bắt cặp với Cruz. Họ nắm tay nhau chuẩn bị bắt đầu thử thách. Nhưng đúng lúc này cô gái giả ma chạy tới, báo cho mọi người kia.